Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh channel của Quyền Cờ Bốc. Và ngày hôm nay Quyền xin giới thiệu đến với các bạn top 5 dòng điện thoại đang có mức giá dưới 5 triệu đồng đáng quan tâm nhất trong thời điểm hiện tại tại Thế Đồng và Điện Máy Xanh. Xin mời các bạn hãy cùng Quyền cùng nhau cập nhật 5 dòng điện thoại này các bạn nhé. Điện thoại đầu tiên mà Quyền muốn giới thiệu đến các bạn đó là dòng điện thoại đến từ hãng Xiaomi. Đây là dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 12 phiên bản 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Và chúng ta sẽ có mức giá hiện tại là 5.790.000, được giảm chỉ còn có 4.990.000 tại Thế Đồng và Điện Máy Xanh. Về cấu hình của dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 12 thì chúng ta sẽ được trang bị màn hình là 6.67 inch với độ phân giải là Full HD Plus, tấm nền là AMOLED sẽ cho hiển thị hình ảnh sắc nét và trang thực nhất có thể các bạn nha. Và chúng ta sẽ có trang bị con chip là Snapdragon 685 5G và chúng ta sẽ có viên RAM là 8GB và nhớ trong 128GB, cũng khá là ok và hợp lý trong cái phân khúc giá này. Camera chính phía sau chúng ta sẽ có 3 cam với độ phân giải của camera chính là 50 MP, camera phụ nhất là 8 và cam phụ còn lại là 20 MP. Và chúng ta sẽ có một cái camera selfie là 13 chấm pin, thì ở đây chúng ta sẽ viên pin là 5000 mAh và có hỗ trợ sạc là 33W, sẽ giúp rút ngắn được cái thời gian chúng ta sạc pin và tăng cái thời gian mà anh em chúng ta trải nghiệm lên. Đây là một trong những dòng điện thoại trong cái mức giá dưới 5 triệu đồng mà Quyền nghĩ rất là đáng mua trong thời điểm hiện tại tại Thế Đồng và Điện Máy Xanh. Thì các bạn có thể đến ngay Thế Đồng Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta có thể trên tay hay trải nghiệm dòng sản phẩm này. Nếu được thì có thể mua ngay. Và dòng điện thoại tiếp theo mà Quyền muốn giới thiệu đến các bạn đó là dòng điện thoại đến từ hãng Samsung. Đó là dòng điện thoại Samsung Galaxy A23 phiên bản 6GB. Với mức giá hiện tại là 6.190.000 và chúng ta sẽ được giảm chỉ còn có 4.690.000 tại Thế Giới Đồng và Điện Máy Xanh. Và đây là một trong những dòng điện thoại có cấu hình cũng khá là ổn trong cái mức giá này. Máy sẽ được trang bị màn hình là 6.6 inch với độ phân giải là Full HD Plus. Và máy sẽ được trang bị con chip của Mỹ các bạn. Đây là con chip Snapdragon 680 8 nhân. Và chúng ta sẽ được viên RAM là 6GB và có tính năng mở rộng RAM luôn các bạn nha. Bởi nhớ cho 128GB. Camera chính phía sau chúng ta sẽ được trang bị lên đến là 4 camera. Thì độ phân giải của camera chính là 50, cam phụ nhất là 5 và hai camera phụ còn lại là 2 MP, thì giúp cho anh em chúng ta có thể chụp được nhiều thể loại ảnh hơn và cũng như là quay video ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống của người thân bạn bè, cho nên là ok hơn các bạn nha. Ngoài ra máy còn được trang bị camera selfie lên đến là 8 MP các bạn nha, giúp cho chụp ảnh quay video từ camera selfie trở nên chân thật nhất và cũng như là sắc nét nhất có thể các bạn nha. Và viên pin ở đây chúng ta sẽ viên pin là 5000 mAh và tốc độ sạc nhanh lên đến là 25W, sẽ giúp anh em chúng ta sạc nhanh đầy viên pin này hơn và cũng như là rút ngắn được thời gian chúng ta sạc pin, tăng thời gian anh em chúng ta trải nghiệm lên đó, rất là ok ha. Với mức giá cực kỳ ưu đãi cho chúng ta và khá là hợp lý, chỉ có 4.690.000 tại Thế Đồng Điện Máy Xanh. Và Quyền cũng nói luôn là đối với dòng điện thoại Samsung Galaxy A23 phiên bản 6GB này hiện tại đang rất là khan hàng tại Thế Đồng Điện Máy Xanh. Nếu mà anh em mình có mua thì có thể mua ngay, đặt ngay trên website ha, để mà chúng ta có thể có hàng sớm nhất. Và dòng điện thoại tiếp theo mà Quyền muốn giới thiệu đến với các bạn đó là dòng điện thoại đến từ hãng Oppo. Đây là dòng điện thoại Oppo A58 phiên bản 6GB với mức giá hiện tại là 4.990.000 và chúng ta sẽ được giảm còn 4.590.000 tại Thế Đồng Điện Máy Xanh. Về cấu hình của máy thì chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình là 6.72 inch với độ phân giải là Full HD Plus. Máy sẽ được trang bị con chip là Helio G85 và RAM là 6GB, bộ nhớ trong 128GB các bạn nha. Đối với dung lượng này thì chúng ta có thể đáp ứng tốt cho công việc, học tập, giải trí của chúng ta. Bộ nhớ trong 128GB thì Quyền nghĩ là đây là một trong những dung lượng bộ nhớ phổ biến nhất hiện nay các bạn nha. Từ tới các phân khúc giá tầm trung, tầm cao hoặc là mức giá rẻ cũng có cái bộ nhớ này để giúp cho anh em chúng ta có thể lưu trữ dữ liệu, hình ảnh, video và cũng như là tài liệu để phục vụ công việc, học tập của chúng ta khá là tốt trên dòng điện thoại A58 này. Về camera thì chúng ta sẽ có camera chính là 50 MP các bạn nha, và camera phụ là 2 MP, quay video là Full HD và camera selfie chúng ta sẽ được trang bị là 8 MP. Pin thì chúng ta sẽ pin 5000 và hỗ trợ sạc là 33W các bạn nha, sạc 33W giúp anh em chúng ta sử dụng cả một ngày dài không lo ngại vì cái việc mà hết pin và cũng như là sạc pin lại thì rất là nhanh đây. Với mức giá hiện tại chỉ có 4.590.000 tại Thế Đồng Điện Máy Xanh đó với dòng điện thoại Oppo A58 các bạn nha. Đó. Và đây là một trong những dòng điện thoại mà Quyền muốn chia sẻ đến các bạn để các bạn có thể tham khảo với một phân khúc giá dưới 5 triệu đồng tại Thế Đồng Điện Máy Xanh.
Sản phẩm tiếp theo thì Quyền muốn chia sẻ đến các bạn, đó là dòng điện thoại đến từ hãng Vivo. Đó là dòng điện thoại Vivo Y22S phiên bản 8GB. Chúng ta sẽ có mức giá là 5.990.000 và chúng ta sẽ được giảm chỉ còn có 4.790 trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Vivo Y22S thì được trang bị màn hình là 6.55 inch với độ phân giải là HD+. Máy sẽ được trang bị con chip của Mỹ các bạn nha, đây là con chip Snapdragon 680 8 nhân, RAM thì chúng ta sẽ được 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Đây là một trong những dung lượng bộ nhớ RAM và cũng như là bộ nhớ trong đáp ứng hầu hết các tác dụng thông thường của chúng ta, như là từ học tập, làm việc, chơi game và giải trí trên dòng điện thoại này. Đáp ứng khá là tốt các bạn nha. Với lại thì máy sẽ được trang bị chúng ta camera, camera chính lên đến là 50 MP, cũng khá là sắc nét, độ phân giải cũng khá là cao, giúp cho chúng ta chụp ảnh, quay phim cũng khá là nét. Camera selfie là 8 chấm và sẽ hỗ trợ cho anh em chúng ta một cái pin là 5000 mAh và có tốc độ sạc nhanh là 18W. Với mức giá dưới 5 triệu đồng thì đây là một trong những dòng điện thoại có một thiết kế cũng khá là đẹp các bạn nha. Mặt lưng thì các bạn nhìn thấy nó chuyển sắc rất là đẹp, rất là tuyệt vời. 4.790.000 tại Thế Đồng Điện Máy Xanh, và dĩ nhiên là sẽ có hỗ trợ góp 0% lãi suất cho anh em chúng ta rồi. Chỉ cần căn cước công dân đủ từ 20 tuổi đến 60 tuổi thì anh em chúng ta có thể mua góp được rồi nha. Đó. Và nhớ là sẽ trả trước anh em mình nha, phải có trả trước nha. Tiếp theo thì Quyền sẽ giới thiệu thêm đối với anh em một dòng sản phẩm nữa. Đó là dòng điện thoại Samsung Galaxy A14 phiên bản 5G. Đây là một trong những dòng điện thoại Quyền nghĩ cũng rất là đáng quan tâm trong thời điểm hiện tại đó các bạn. Với mức giá hiện tại đang giảm chỉ còn có 4.490.000 thôi. Giá gốc là 5.190.000. Đây là một trong những dòng điện thoại mà Quyền thấy có hỗ trợ mạng 5G trong cái phần khúc giá dưới 5 triệu các bạn nha. Đó, hỗ trợ mạng 5G luôn các bạn nha. Máy sẽ trang bị màn hình là 6.6 inch với độ phân giải là Full HD Plus và được trang bị con chip Dimensity 700 5G. RAM của máy sẽ là 4GB và bộ nhớ trong 128GB. Đáp ứng đủ cho anh em mà chúng ta từ học tập, làm việc, chơi game, giải trí trên dòng điện thoại này cũng khá là tốt các bạn nha. Máy sẽ trang bị chúng ta là camera chính là 50MP và hai cam phụ là 20MP, giúp anh em chúng ta có thể chụp được nhiều thể loại ảnh hơn. Đó, từ xóa phông, góc rộng, cận cảnh rồi vân vân. Video quay video cũng khá là sắc nét các bạn nha. Camera selfie là 13MP. Đó, khá là ok. Như dạng hình giọt nước các bạn nha. Đó, 13 chấm. Quay chụp từ camera selfie cũng rất là sắc nét. Và viên pin của máy sẽ là 5000 mAh và dĩ nhiên sẽ có hỗ trợ sạc nhanh cho anh em chúng ta rồi, để giúp rút ngắn được thời gian sạc đầy viên pin này. Đó, với tốc độ sạc nhanh là 15W. Và đây là chiếc điện thoại giá rẻ nhất đến thời điểm hiện tại có hỗ trợ mạng 5G. Hầu như Quyền thấy là hãng tất cả hàng còn lại dưới 5 triệu thì cái giờ chỉ có dòng điện thoại A14 đã có hỗ trợ mạng 5G thôi cho anh em chúng ta. Đó. Đây là một trong những dòng điện thoại mà Quyền thấy là có mức giá cũng khá là hợp lý và cũng như là dưới 5 triệu để anh em chúng ta có thể tham khảo và quyết định. Vậy đây Quyền vừa chia sẻ đến với anh em top 5 dòng điện thoại có mức giá dưới 5 triệu đồng đáng quan tâm nhất trong thời điểm hiện tại tại Thế Đồng Điện Máy Xanh. Thì có một video này sẽ mang lại ích cho anh em có một video tham khảo về mức giá của dòng điện thoại này. Rồi không biết nói gì hơn, đó là lời cảm ơn đến tất cả anh em đã luôn theo dõi ủng hộ Quyền trong suốt thời gian qua. Trong video này có gì sai sót và thiếu sót thì rất mong anh em mình hãy bổ sung bằng cách comment dưới video này cho Quyền biết nha, để Quyền có thể đúc kết để hoàn thiện hơn trong các video sắp tới, để gửi đến tất cả anh em có những cái video nó chất lượng hơn. Và lời cuối, Quyền cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em đã luôn theo dõi ủng hộ Quyền nha, và thấy video hữu ích đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ Quyền nha. Đó là niềm động lực rất lớn để Quyền ra nhiều video hơn nữa trong thời gian sắp tới. Chào và hẹn gặp lại các anh em trong các video tiếp theo. Bye bye, chúc anh em buổi tối vui vẻ nha.